Các bạn đang nghe truyện đồ nhi chớ hoảng sợ, vi sư ở đây trên kênh TV Audio CV. Chương 215, vi sư có chuyện tốt tìm ngươi. Ngọc Tâm Lan vừa đi về phía khu vực ngũ mạch, vừa hồ nghi đánh giá thẩm an tại. Ngươi thật sự là luyện dược sư thất phẩm, ừm. Thẩm an tại khẽ gật đầu. Nhưng đổi lại chỉ có Ngọc Tâm Lan lắc đầu. Nàng không quá tin tưởng, vô luận là con đường nào, càng lên cao càng khó đột phá, luyện dược sư thất phẩm không nói thế gian hiếm thấy nhưng cũng tuyệt đối không phải tùy tiện liền có thể đạt tới tuyệt đối cần thời gian tích lũy huống chi thẩm an tại biểu hiện cảnh giới của mình chỉ có đoán thể cảnh nhìn nàng lắc đầu thẩm an tại mỉm cười cũng không giải thích nhiều mặc dù nàng không nói gì thêm nhưng nàng muốn biểu đạt ba chữ nào trong lòng thẩm an tại rõ ràng phía trước chính là khu vực ngũ mạch nếu ngươi cần nghỉ ngơi ngày mai lại luận bàn tiếp Ngọc Tâm Lan hảo tâm còn hỏi thăm một chút. Thẩm An tại khoát tay, "Không sao, chọn một chỗ đi." Được. Người trước cũng không nhiều lời, mang theo hắn đi về phía một hang đá được điêu khắc trên núi đá. Bên trong vách núi có khắc phù văn, mơ hồ ánh đỏ. Chỉ vừa tiến vào nơi đây, liền có khí cực nóng đập vào mặt. Hiển nhiên, đây chính là nơi mà Ngọc Tâm Lan ngày thường dùng để luyện đan. Trước khi luận bàn, có thể hỏi thăm ngọc trưởng lão có được nam sơn trường sinh đan từ chỗ nào không còn có đan phương tương tự không thẩm an tại tò mò hỏi thứ đoạt được trong lần du lịch nhiều năm trước nghe nói là thanh tổ nghiên cứu chế tạo ra chẳng qua dược liệu tương đối quý hiếm loại đan phương này rất ít ta cũng vậy nói xong nàng cố ý nhìn thoáng qua người bên cạnh nhẹ giọng mở miệng dù sao đan dược có thể tăng thọ rất khó luyện chế mà đến thượng tam cảnh thọ mệnh đã tăng lên thật lớn vượt xa trăm năm không phải sao, thẩm an tại nghe ra ý trong lời nói của nàng, mỉm cười gật đầu. Đúng thật. Phá nhập niết bàn, tuổi thọ 500 năm, phá vào sung hư cũng có thể hơn ngàn năm. Về phần chân tổ, trước mắt vẫn không có thống kê cụ thể, dù sao loại cường giả này cũng quá ít. Nhưng có thể khẳng định chính là bọn họ có sống mấy ngàn năm cũng khẳng định không thành vấn đề. Không vào thượng tam cảnh, cuối cùng cũng chỉ là thể xác phàm thai, câu nói này không phải đùa chẳng qua đan phương tăng thọ thất phẩm này, nếu như lưu truyền ra ngoài, đoán chừng có thể dẫn tới oanh động không nhỏ, Ngọc trưởng lão nguyện ý chấp tay tặng cho người, thẩm an tại mở miệng xác nhận. Bằng không đến lúc đó vạn nhất thắng, đối phương bỗng nhiên đổi ý thì làm sao bây giờ, một tờ đang phương mà thôi, không cách nào luyện chế đối với ta chỉ là một tờ giấy lộn, huống hồ vẫn là câu nói kia, người thắng trước rồi hẳn nói. Ngọc tâm lan mỉm cười, ánh mắt chớp lên. Hiển nhiên, nàng hoàn toàn không tin thẩm an tại là luyện dược sư thất phẩm, cũng không cảm thấy mình sẽ thua. Lấy ra đan phương thất phẩm đánh cuộc, hoàn toàn là không có dự định thua, chỉ là muốn dụ dỗ thẩm an tại động tâm mà thôi. Được, vậy luận bà như thế nào, thẩm an tại gật đầu, hai người bốn mắt nhìn nhau, là luận dược đạo nghi nan hay là cần chứng cứ cụ thể, trực tiếp luyện chế, trên lý thuyết biết nhiều hơn nữa, có phải bản lĩnh thật sự hay không còn phải động thủ mới biết được, ta không thích quanh co lòng vòng. Ngọc Tâm Lan trực tiếp đi vào trong hang, hơi quay đầu lại. Ngươi tới chọn loại đang dược ngươi am hiểu nhất đi. Am hiểu nhất thẩm an tại sờ cầm. Nếu nói đang dược am hiểu nhất, vậy tuyệt đối là ngộ đạo đan. Dù sao thì đang dược này, hắn luyện không biết bao nhiêu cân, nhắm mắt cũng có thể luyện ra. Nhưng ngộ đạo đan là hệ thống cho, Ngọc Tâm Lan khẳng định sẽ không biết, vậy thì luyện chế giải độc đan đi. Theo lời thẩm an tại vừa nói ra, Ngọc Tâm Lan rõ ràng sững sờ. Chỉ giải độc đan, trên thị trường có đủ loại giải độc đan, hiệu quả cũng không giống nhau, dược liệu cũng không giống nhau, nhưng trên cơ bản chỉ cần là luyện dược sư, khẳng định đều luyện qua không ít. Cũng tốt, chẳng qua nếu là giải độc đan thì chỉ luyện thôi cũng không đủ kích thích. Ngọc Tâm Lan nhìn hắn, đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch mắt mang theo ý cười. Trong tay nàng xuất hiện một gốc hoa bảy lá màu đen. Ở đây có một cốc thất diệp phù u 700 năm người ta đều ăn một lá, ai giải được độc trước thì người đó thắng, được không, hả, thẩm an tại ngây ngẩn cả người. Không phải, 700 năm dược liệu, cứ như vậy dùng, không hổ là ngũ mạch trưởng lão của phượng hoàng tộc, tài đại khí thô quả nhiên không tầm thường. Được, nhưng mà ngươi chờ ta một chút. Thẩm an tại nói xong, liền quay người chạy ra ngoài trước, sau đó tìm một nơi trống trải, triệu hồi ra bát hoang đỉnh chụp ngược chính mình vào bên trong. Trong lúc phất tay áo, đạo phủ xuất hiện, Hắn cất bước tiến vào bên trong. "Đồ nhi, đồ nhi, trước đừng luyện kiếm nữa, vi sư có chuyện tốt tìm ngươi." Thẩm An tại nhìn Mộ Dung Thiên đang vất vả luyện kiếm bên trong đạo trường, mồ hôi như mưa, vẫy tay mở miệng. "Chuyện tốt gì?" Nghe sư phụ nói vậy, thiếu niên rõ ràng lộ vẻ hưng phấn, hấp tấp bước tới. "Ngươi tới sẽ biết." Thẩm An tại thần thần bí dẫn Mộ Dung Thiên rời khỏi đạo phủ. Sở dĩ tìm Mộ Dung Thiên là bởi vì nhục thể của hắn chỉ có đoán thể cảnh. Nếu thật sự trúng độc, đoán chừng mấy cái hô hấp liền ở ra rắm. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn chỉ dùng đan tự luyện ra để giải độc, nếu không hắn vẫn có rất nhiều thủ đoạn loại trừ độc khác. Hơn nữa thất diệp phù u dẫu sao cũng là linh dược 700 năm, mặc dù mang theo kịch độc, nhưng cũng có dược tính khổng lồ, nếu có thể tận dụng hiệu quả, sẽ có trợ giúp đối với người muốn tiến cảnh. Sư phụ, nơi này thật tối, sao ngài không đốt nến? Bên trong bát hoang đỉnh duỗi tay không thấy năm ngón thanh âm thiếu niên kinh ngạc vang lên sau đó thẩm an tại vẫy tay bác hoang đỉnh trong nháy mắt thu nhỏ rơi vào lòng bàn tay hắn vào lòng bàn tay liền biến mất không thấy sau khi bác hoang đỉnh biến mất ngọc tâm lan nhìn thiếu niên áo đen đột nhiên xuất hiện không khỏi hơi há miệng không kịp phản ứng không phải chứ vừa rồi thẩm an tại nói chờ một chút sau đó chạy ra bên ngoài lấy đại đỉnh nhốt mình lại sau đó bên trong sao bỗng nhiên lại nhiều thêm một người đang chơi trò sản xuất người sống từ không khí à nhưng bác hoang đỉnh ngăn cách dò xét nàng không cưỡng ép phá vỡ cảm giác cũng không cách nào phát giác được bên trong đã xảy ra chuyện gì ngọc trưởng lão đến rồi chuẩn bị bắt đầu đi thẩm an tại lôi kéo mộ dung thiên đang mang vẻ mặt hiếu kỳ đánh giá hồng phong lâm ở bốn phía vị này là ai vậy đại đồ nhi của ta mộ dung thiên thẩm an tại mở miệng giới thiệu mộ dung thiên cũng đã biết vị trí của mình cung kính hành lễ Ta cảm thấy nếu như hai người chúng ta dùng, thời gian độc tính phát tác quá dài, không bằng để cho đại đồ đệ tu vi thấp của ta ăn, sau đó chúng ta chữa trị hắn, như thế nào, chuyện này Ngọc Tâm Lan nhíu mày. Một địa linh cảnh hậu kỳ, nửa canh giờ nửa thất diệt phù u sẽ triệt để phát tác, độc tố ăn mòn tâm mạch. Nói cách khác, trong vòng nửa canh giờ nàng phải luyện chế ra một viên giải độc đan lục phẩm mới được. Ngọc trưởng lão không cần lo lắng, đồ nhi của ta nếu xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, thẩm mổ sẽ không truy cứu. Thẩm an tại mở miệng ra hiệu cho đối phương an tâm. Sư phụ ánh mắt mộ dung thiên âm u, buồn bực nhìn sư phụ nhà mình. Hóa ra gọi mình ra là để hạ độc đồ nhi chớ căng thẳng, ngươi phải nhớ kỹ, cái này là vi sư muốn tốt cho ngươi. Thẩm an tại vỗ vỗ bờ vai của hắn, ngôn từ chính nghĩa nói ra. Chỉ cần ngươi cảm thấy không có vấn đề, ta liền không có vấn đề. Ngọc Tâm Lan xoay người đi vào trong hang vào đi. Sư phụ, đệ tử có thể trở về không nói nhảm cái gì, có sư phụ ở đây, bối rối cái gì, vi sư còn có thể hại ngươi hay sao, thẩm an tại đẩy mộ dung thiên đi vào trong hang. Thần sắc thiếu niên có chút buồn bực, nhưng ngại bởi vì sư mệnh, không thể không đi về phía trước. Ngươi bắt đầu trước hay là ta bắt đầu trước, Ngọc Tâm Lan hái xuống một chiếc lá trong số bảy lá trên cây thất diệp phù u, nhìn thầy trò hai người cùng tiến vào, rất có hứng thú mà mở miệng. Thời đại này, số người dám hạ độc đồ đệ không nhiều lắm. Ngươi tới trước đi. Thẩm An tại đẩy mộ dung thiên một cái, đồ nhi, lên đi. Mộ dung thiên bất đắc dĩ tiến lên, chấp tay sau đó tiếp nhận chiếc lá màu tím đen kia, nuốt vào trong bụng. Cảm giác đau đớn bắt đầu lan tràn ra từ khoa miệng, từ từ hạ xuống lồng ngực. Cứ như có một thanh sắt không ngừng cọ cọ qua lại như đang róc xương hắn. Sắc mặt của hắn dần dần trở nên xanh mét, tay chân cũng có chút cứng ngắc. Sư phụ Mộ Dung Thiên rung lên rồi quay đầu lại, giống như người động kinh nhìn người trung niên phía sau. "Không có việc gì, đừng sợ." Thẩm An tại mỉm cười, mở miệng ra hiệu. Bên kia, Ngọc Tâm Lan cũng không làm phiền, vung tay áo một cái lò luyện đang xinh sáng điêu khắc hỏa phượng nhỏ nhắn xuất hiện, bắt đầu bắt tay luyện chế giải độc đan. Nàng vừa luyện đan, tay chân Mộ Dung Thiên triệt để cứng ngắc, đứng tại chỗ như con rối, cả người run rẩy mà thẩm an tại thì nhìn đồ đệ nhà mình hít gió, cười ha hả. Không thể không nói, thành tựu về dược đạo của Ngọc Tâm Lan không kém hơn Bắc Thiên Huyền Dịch chút nào. Thậm chí có thể khống chế hỏa diễm tốt hơn một bậc. Luyện chế một lò giải độc đan mà thôi, đối với nàng mà nói hoàn toàn cũng không phải là chuyện khó khăn gì. Muốn luyện chế ra trong thời gian ngắn như vậy, cũng có chút mang tính khiêu chiến. Theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, dấu hiệu mộ dung thiên trúng độc càng thêm nghiêm trọng hắn sớm đã nằm trên mặt đất run rẩy miệng sùi bọc mép thậm chí còn trợn trắng mắt lên nhìn qua thì đã bị trúng độc rất nặng độc tố đã lan tràn đến tứ chi bách hài của hắn đang dần dần ăn mòn vào trong tâm mạch thẩm an tại nhìn trên trán ngọc tâm lan đã lấm tấm mồ hôi đôi mi thanh tú của nàng không khỏi nhíu lại hai tay hắn chấp sau lưng nắm lấy một cây ngân châm ông đang lô khẽ rung lên thần sắc ngọc tâm lan ngưng trọng vì để trong vòng nửa canh giờ thành đan, nàng tăng tốc quá trình tinh luyện dược dịch, điều này có yêu cầu cực cao đối với thủ pháp luyện dược. Chỉ cần sơ sẩy một chút sẽ dẫn đến thất bại. Hiện đến thời khắc thành đan, nàng càng không dám khinh thường. Bên kia, sắc mặt mộ dung thiên đã phát ra màu tím, độc tố đã sắp chí tử. Đan thành, ngọc tâm lan khẽ quát một tiếng, cách không vỗ lò đan. Lên ken, lên ken, nắp lò mở ra, hai viên đang dược màu xanh phóng lên trời mùi thơm tỏa ra bốn phía phượng hương giải độc hoàng lục phẩm thành nàng nắm một viên đang dược trong đó nhanh chóng đi tới trước người mộ dung thiên cậy miệng hắn ra sau đó còn lấy ngân châm ra giúp hắn điều trị khí huyết luyện hóa dược lực không đến một lát sau màu xanh trên mặt hắn như thủy triều rút đi cũng không còn run rẩy nữa hô hấp dần trở nên vững vàng thẩm an tại lặng yên thu hồi ngân châm trong tay tán thưởng gật đầu không hổ là ngọc trưởng lão nửa canh giờ luyện chế giải độc đan lục phẩm dược hiệu thật tốt chỉ trong thời gian uống chén trà đã rút hết độc tố của thất diệp phù u ra ngọc tâm lan nâng tay áo nhẹ nhàng lau mồ hôi trên mặt mỉm cười nói tới phi ngươi nói xong nàng đưa cây thất diệp phù u trong tay tới sư phụ ta mộ dung thiên yếu ớt đứng lên ánh mắt âm u nhìn sư phụ nhà mình hiện tại hắn chỉ cảm thấy đầu nặng chân nhẹ mặc dù độc được giải nhưng vẫn có chút không quá thoải mái. Đừng hỏi, ăn tiếp đi. Thẩm An tải nhét toàn bộ cái cây vào trong miệng mộ dung thiên, đồng thời che miệng hắn lại không cho hắn phun ra. Không thể được, thần sắc ngọc tâm lan cả kinh, muốn ngăn cản đã không còn kịp nữa. Khi nhìn thấy toàn thân mộ dung thiên rung lên, sắc mặt hắn đen nhánh, trực tiếp ngã trên mặt đất, nàng cao mày. Vậy mà lại trực tiếp ăn sáu chiếc lá còn lại, ngay cả rễ cây ẩn chứa kịch độc cũng ăn luôn, lần này phiền phức rồi, chỉ nuốt một lá cây mà nàng còn cần thời gian dài như vậy để luyện chế giải độc đan, ăn gần như một cốc thất diệp phù u, khi độc phát tác, nhiều nhất hai khắc đồng hồ là người cũng chết, hoàn toàn không kịp luyện chế giải độc đan, hơn nữa độc tố quá mạnh, lục phẩm khó có hiệu quả, ta đi tìm đại trưởng lão, ngươi ổn định hắn. Ngọc Tâm Lan lo lắng mở miệng, đang muốn đi ra ngoài, thanh. Âm phong khinh vân đạm của Thẩm An tại lại vang lên. Ngọc trưởng lão không cần phiền toái, để ta làm cho. Nàng ngẩng ra, quay đầu nhìn lại. Trong hang đá, một đại đỉnh phong cách cổ xưa tôn quý đã xuất hiện. Thẩm An tại bắn ra một ngọn lửa, chỉ một thoáng, dưới đỉnh hừng hực liệt hỏa thiêu đốt. Hai tay hắn tung bay, nhanh như tàn ảnh, trong nháy mắt phân hơn 10 cây dược liệu theo đúng phân lượng, ném vào trong đỉnh lô. Dược liệu vào đỉnh liền hóa thành dược dịch, sôi trào tinh luyện tạp chất, chia làm mấy đoàn. Đây là khi thấy Thẩm An tại một lần tinh luyện nhiều dược liệu như vậy, ánh mắt ngọc tâm lan không khỏi giật mình kinh ngạc đứng tại chỗ không ngờ hắn lại lớn mật như vậy mặc dù đồng thời tinh luyện nhiều loại dược liệu có thể rút ngắn thời gian thành đan thật lớn nhưng yêu cầu đối với việc dơ ri tôn evestam chế hỏa hầu và lý giải dược đạo của luyện dược sư cực kỳ hà khắc mặc dù nàng cũng có thể thử nhưng tỷ lệ thành đan cực kỳ nhỏ bé lại chỉ là luyện chế lục phẩm đan nhưng nhìn dược liệu thẩm an tại đưa vào trong đỉnh đôi mi thanh tú của nàng càng nhíu chặt đây là muốn luyện chế thiên thanh giải độc đan thất phẩm mặc dù hết sức hoài nghi nhưng nhìn động tác thành thạo của thẩm an tại cùng với vẻ mặt phong kinh vân đạm nàng lại có chút không tin tưởng chẳng lẽ thực sự đúng như lời gia hỏa này nói hắn chính là luyện dược sư thất phẩm tiếng keo trên vang lên ngọc tâm lan nhíu mày nhìn về phía thiếu niên đã bắt đầu tay chân cứng ngắc cả người tím đen hai khắc có thể thành đan sao làm sư phụ hẳn là sẽ không thật sự coi tính mạng đồ nhi của mình ra gì nhỉ nghĩ nghĩ để cho an toàn nàng vẫn là trắng răng lấy ra một bình thuốc, tùy thời chuẩn bị ra tay. Nàng không có đan dược thất phẩm, trong đó là một viên giải độc đan bát phẩm do đại trưởng lão luyện chế. Nếu thật sự xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, nàng chỉ có thể nhịn đau. Dù sao chuyện luận bàn là do nàng nói ra, nếu xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nàng cũng băn khoăn. Ui, thiếu chút dược liệu, Ngọc trưởng lão ngài còn có dư bạch linh hoa, Ngọc tủy quả không, Ngọc tâm lan sửng sốt, gan gia hỏa này lớn như vậy sao, Dược liệu còn chưa chuẩn bị xong đã bắt đầu luyện đan, mặc dù nhíu mày, nhưng nàng vẫn gật đầu, cần bao nhiêu năm, tốt nhất là 500 năm, nếu thật sự không có tùy tiện dùng 2-300 năm cũng được. Thẩm An tại vừa khống chế luyện dược, vừa phân tâm đáp lại. "Có." Ngọc Tâm Lan không do dự trực tiếp lấy ra dược liệu mà đối phương cần. Sau khi Thẩm An tại hái một nắm hoa lá, lại đưa một giọt nước ép trái cây vào trong đan đỉnh sau đó thuận lý thành chương thu toàn bộ những thứ còn lại vào trong trữ vật giới chỉ của mình. Nhìn thấy một màn này, Ngọc Tâm Lan mới phản ứng kịp, có chút ngơ ngác. Không phải thiên thanh giải độc đan hình như không cần hai loại dược liệu này nhỉ? Mộ dung thiên đã nhắm hai mắt lại, nằm, an tường, trên mặt đất, không hề nhúc nhích. Ngọc Tâm Lan trao mày. Nàng không hiểu dùng hai loại linh dược kia làm gì, hay là nói thứ đối phương muốn luyện chế hoàn toàn không phải là thiên thanh giải độc đan, len ken, len ken. Trong lúc nàng còn đang nghi hoặc, bác hoang đỉnh phía trước đã bắt đầu rung rẩy. Hiển nhiên là đến thời khắc mấu chốt. Hai khách đồng hồ đã không còn bao lâu, độc tố bắt đầu điên cuồng cắn nuốt về phía tâm mạch mộ dung thiên. Nếu như đến lúc đó luyện đang thất bại, tính mạng hắn cũng nguy rồi, chẳng qua từ đầu đến cuối, thẩm an tại luôn luôn có bộ dáng gió nhẹ mây trôi. Đợi khi bác hoang đỉnh rung lẩy bẫy tới một tiết điểm, ánh mắt hắn bỗng đông cứng lại, đánh ra làn gió mát. Phù, đột nhiên lửa niết bàn tắt hẳn, luồng khí đỏ đậm trên đan đỉnh cũng nhanh chóng hạ nhiệt độ xuống. Trong đó, hai viên đan dược một xanh một trắng xoay tròn, mượt mà không sức mẻ, mùi thuốc tỏa ra bốn phía. Cái này, một lò hai đan, khi thấy rõ ràng tình huống bên trong đan đỉnh, Ngọc Tâm Lan khẽ nhếch miệng nhỏ, trong mắt đầy vẻ không dám tin. Màu xanh chính là Thiên Thanh Giải Độc đan thất phẩm, màu trắng là một loại đan dược lục phẩm tên là Hóa Linh Trúc Khí Hoàng. Gia hỏa này trong thời gian ngắn thật sự luyện chế được một viên đan dược thất phẩm, còn đồng thời luyện chế một viên đan dược lục phẩm có hiệu hoàn toàn không giống nhau, hơn nữa màu sắc mượt mà, vậy mà không ảnh hưởng đến nhau chút nào, năng lực khống chế kinh khủng như thế quả thực khiến người khác không thể tưởng tượng nổi, mặt tím cả rồi nha, Thẩm An tại đứng lên quay đầu lại, nhìn thấy Mộ Dung Thiên đang nằm bất tỉnh trên mặt đất, khẽ nhíu mày, ngồi xổm xuống nắm miệng hắn nhét hai viên đang dược vào. Đang dược vào miệng liền tan ra, chỉ trong thời gian mấy hơi thở, màu tím xanh trên mặt mộ dung thiên rút đi như thủy triều. Thiếu niên chậm rãi mở mắt ra, đập vào mắt là gương mặt ôn hòa của sư phụ nhà mình. Sư phụ độc tố đã được thanh trừ, nhanh chóng vận công luyện hóa dược lực thất diệp phù u, đừng lãng phí. Thẩm an tại thấy hắn đã bình an vô sự, gật đầu đứng dậy, cũng không quản hắn nữa. Mộ dung thiên lúc này mới phát hiện, khí hải của mình mơ hồ có dị động, giống như vừa rồi có năng lượng cực kỳ khổng lồ tinh thuần hội tụ, đó là dược hiệu của hóa linh trúc khí hoàng kết hợp cùng với dược hiệu của thất diệp phù u khi đã được trung hòa độc tố. Một viên đang được lục phẩm thêm linh dược 700 năm, dược lực khổng lồ thế nào, có thể tưởng tượng. Mộ dung thiên lập tức khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển công pháp. Trong lúc mơ hồ, phản phất có vô số thanh âm kiếm ngân vang từ trong ra ngoài, khiến cho Ngọc Tâm Lan lại giật mình. Đây là kiếm nguyên, chỉ có công pháp kiếm đạo thiên giai mới có thể ngưng tụ ra kiếm nguyên, tại Trung Châu, công pháp thiên giai không phải cực kỳ hiếm có, nhưng cũng không phải rau cải trắng. Lại thêm biểu hiện thành thạo điêu luyện vừa rồi khi thẩm an tại luyện đan, Ngọc Tâm La nhìn hắn thật sâu. Bây giờ nàng rốt cuộc biết được, vì sao Bách Lý Nhất Kiếm cùng Ngọc Phong đều tôn kính người này như thế. Hắn tuyệt đối không phải người bình thường, ít nhất tuyệt đối không thể nào là một kẻ chỉ có đoán thể cảnh. Lần tỷ thí này, là ta thua, không nghĩ tới thẩm phong chủ rõ ràng tạo nghệ dược đạo xuất thần nhập hóa như thế, lại còn khiêm tốn như vậy thần sắc ngọc tâm lan có chút biến hóa thăm thẳm nhìn thẩm an tại nàng nhớ rõ khi mình hỏi mấy lần về trình độ dược đạo của gia hỏa này như thế nào hắn cũng chỉ nói sơ qua một hai hơi thông một hai cuối cùng khi tự lấy ra đan phương thất phẩm để đặt cược hắn mới nói mình là luyện dược sư thất phẩm mấu chốt là mình còn không tin đâu có đâu có ngọc trưởng lão quá khen chỉ thông một hai thôi thẩm an tại khiêm tốn chấp tay ý cười nhẹ nhàng thấy hắn còn nói mình chỉ là hơi thông, Ngọc Tâm Lan nhịn không được có chút muốn mắng hắn. Ừ, ta nói lời giữ lời, đây là đan phương Nam Sơn Trường Sinh. Nàng lắc đầu xong, lấy ra một miếng ngọc giản, cũng không do dự đưa ra. Nàng không cách nào luyện chế, để đó cũng lãng phí. Đa tạ ngọc trưởng lão. Trong lòng thẩm an tại mừng thầm, cất ngọc giản vào trong túi, đồng thời có chút muốn nói lại thôi. Làm sao, phát giác được ánh mắt của hắn, ngọc tâm lan thẻ nhíu mày linh dược trong dược điền lúc trước đã nói ngươi rất thiếu linh dược sao ngọc tâm lan hồ nghi càng nhiều càng tốt thẩm an tại xấu hổ cười một tiếng dược điền ngủ mạch không thể để ngươi đi được nhưng ta có một mảnh dược điền tư nhân nếu ngươi cần cái gì thì có thể lấy ngọc tâm lan nói xong xoay chuyển lời nói nhưng ta cần ngươi giúp các hậu bối ngũ mạch luyện một ít đan dược số lượng có khả năng hơi nhiều chẳng qua phẩm giai không cao lắm, ngũ phẩm mà thôi. Có thể. Thẩm An tại không chút do dự, trực tiếp gật đầu. Ngươi không hỏi muốn luyện bao nhiêu, Ngọc Tâm Lan có chút kinh ngạc. Vậy ngươi nói xem muốn luyện bao nhiêu cân, khóe mắt nàng hơi co rút, mở miệng, tính tổng các loại, hẳn là được, ba cân, vấn đề nhỏ, giao cho ta đi. Nghe được chỉ có ba cân, Thẩm An tại cũng lộ ra ý cười. Chỉ là ba cân đang dược mà thôi, một đêm hắn có thể luyện xong. Thấy hắn đáp ứng sản khoái như vậy, Ngọc Tâm Lan cũng hài lòng gật đầu. Như vậy có thể giảm bớt cho nàng không ít thời gian, so sánh với nhau, bảo hắn đến dược viên hái chút ít linh dược mà thôi, cũng không có gì to tác. Trong lúc hai người nói chuyện phím, khí tức trong cơ thể thiếu ni ngồi xếp bằng phía sau rốt cuộc dần dần trở nên bình ổn. Tuy chưa từng phá cảnh, nhưng đã đạt đến địa linh cảnh đỉnh phong, cách thiên cảnh, chỉ vẻn vẹn một bước cộng thêm số tụ thiên đan mà thẩm an tại luyện chế cho hắn lúc trước, đoán chừng không bao lâu, hắn có thể trở thành võ giả thiên linh cảnh rồi. Đa tạ sư phụ, mộ dung thiên đứng dậy, trước tiên là cung kính chấp tay về phía thẩm an tại. Tốt, tranh thủ sớm đột phá đi. Thẩm an tại khoát tay áo. Ngọc Tâm La nhìn thiếu niên áo đen, ánh mắt lại nhìn về phía thẩm an tại, bất đắc dĩ cười một tiếng. Khó trách hắn nhét những lá thất diệp phù u còn lại vào miệng thiếu niên này, thì ra là muốn giúp hắn tăng lên một chút thực lực thẩm phong chủ xin mời theo ta ta đi an bài chỗ ở cho ngươi sau đó lại dẫn ngươi đi dược viên nhìn xem ngọc tâm lan duỗi tay nhẹ giọng mở miệng làm phiền ngọc trưởng lão thẩm an tại gật đầu tức bước rời đi mộ dung thiên điên cuồng đi theo phía sau hắn dọc đường đi đều tò mò dò xét thuộc tính lắm mồm lại một lần nữa mở ra qua wow, toàn bộ hồng phong sơn lĩnh này nhìn qua thật đẹp cũng không biết sư muội và Lăng sư tỷ có thích phong cảnh này hay không, linh khí nơi này thật nồng đậm, so với dược điền của sư phụ ngài cũng không kém bao nhiêu. Sư phụ, sư phụ, người của Phượng Hoàng tộc đều xinh đẹp như vậy sao? Mộ Dung Thiên nhìn trái nhìn phải, đợi đám người ngủ mạch hành lễ với Ngọc Tâm Lan xong thì nhỏ giọng hỏi. Thẩm An tại hoàn toàn mặc kệ hắn, ngược lại Ngọc Tâm Lan rất hứng thú nhìn tiểu gia hỏa này, đồng thời đáy lòng có chút kinh ngạc. Từ lời nói vừa rồi của Mộ Dung Thiên nàng nhận được một tin tức đó chính là hắn dám nói dược viên của thẩm an tại so với linh khí ở linh cảnh này không kém bao nhiêu thanh vân phong đôi mắt ngọc tâm lang chợt lóe nếu như có cơ hội nàng trái lại thật sự muốn đi xem đó rốt cuộc là động thiên phúc địa gì trong chính đường thuộc bạch xà sơn mạch kiếm nhi những năm này ngươi một chút tin tức cũng không có rốt cuộc là đi đâu trên thủ tọa bách lý hàng phong hỏi thăm những trưởng lão tộc bạch xà đứng bên cạnh cũng nghi hoặc không biết hắn nhiều năm như vậy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì Bách Lý Nhất kiếm mỉm cười, nói tường tận một lượt từ chuyện chém chết thương ngô năm xưa, cuối cùng suy yếu không thể thoát khỏi đại trận bị trấn áp ở thương ngô cảnh nhiều năm. Mặc dù những lời hắn nói rất nhẹ nhàng, nhưng khi bọn người Bách Lý Hàng Phong nghe được, lòng tràn đầy chua xót. Linh hồn bị vây ở địa phương tối tăm không có ánh mặt trời kia nhiều năm như vậy, có bao nhiêu dày vò có thể tưởng tượng được. Nếu không có đồ nhi thẩm an tại ngoài ý muốn cứu hắn ra, chỉ sợ ngay cả hồn thể này cũng sớm đã tiêu tán còn chuyện giữa hắn và đám người thương ngô tộc nhân hắn đều tin rằng hắn đã bị vu hãm bách lý nhất kiếm mà bọn họ đã chung sống đến lúc trưởng thành tuyệt đối không làm ra loại chuyện đó nhị thúc lão long sư phụ đâu sau khi giải thích xong bách lý nhất kiếm đột nhiên nhíu mày hắn nhớ mang máng năm đó lúc rời đi thân thể sư phụ bị bệnh cũng không biết hiện tại đã khỏi chưa nghe hắn hỏi cái này đám người bách lý hàng phong liếc nhau thở dài mở miệng sư phụ ngươi những năm gần đây thương tình càng ngày càng nghiêm trọng phượng tộc trưởng cùng kim tộc trưởng đều đã xem qua không có biện pháp trừ tận gốc tuổi thọ của hắn đã hao tổn không còn thừa bao nhiêu năm bách lý nhất kiếm sửng sốt xưa nay đạm mạc giờ phút này trên mặt hắn lộ ra vẻ nôn nóng đang dược đâu không thể dùng đang dược kéo dài tuổi thọ để bổ sung sao nên dùng thì đều đã dùng rồi cơ bản là vô dụng sao lại như vậy lông mày bách lý nhất kiếm nhíu lại tộc trưởng của phượng hoàng tộc và kim ô tộc đều là luyện dược sư cửu phẩm ngay cả bọn họ cũng chữa không được thương thế này rốt cuộc nghiêm trọng tới mức nào trong lúc bầu không khí trong đại điện nhất thời nặng nề bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một tiếng hô to thanh âm già nua không mất vẻ dày dặn rồi lại có chút hư ảo nói không nên lời kiếm nhi nghe nói ngươi đã trở về nhiều năm chưa từng nghe thấy tiếng hét quen thuộc truyền đến bách lý nhất kiếm đột nhiên ngẩng đầu ở cửa đại điện một lão giả dáng người không được tính là khôi ngô, thậm chí có chút gầy gò vội vàng vọt vào. Tóc tai hắn lộn xộn, cũng mặc áo gai vải thô bình thường, trên eo còn treo hồ lô rượu, nhất là lỗ mũi đỏ bừng của hắn, làm hắn nhìn qua tựa như lão tử quỷ có thể thấy được ở khắp ngõ nhỏ bên đường. Khi nhìn thấy bách lý nhất kiếm, thần sắc lão giả khẽ giật mình, như có chút không dám tin, hốc mắt ửng đỏ. Kiếm nhi, ngươi đã thật sự trở về, thanh âm run rẩy rơi xuống, ánh mắt bách lý nhất kiếm cũng nhất thời phức tạp cảm xúc khó tả dâng lên trong lòng đây là sư phụ của hắn ân sư đã dạy hắn luyện kiếm từ nhỏ long cửu cực đại trưởng lão long tộc đã từng là linh lão hiệu điểm thương kiếm tiên nhiều năm trước chính là cường giả xung hư đỉnh phong chỉ còn thiếu một bước nữa đã tiến vào chân tổ cảnh bách lý nhất kiếm quỳ trên mặt đất dập đầu mấy cái thật mạnh long cửu cực vội vàng tiến lên đỡ hắn run rẩy mở miệng trở về là tốt trở về là tốt rồi, lão long đầu, thân thể của ngươi lão nhân ta sống rất tốt, ngược lại ngươi, mấy năm nay chịu khổ. Long cử cực nhìn đệ tử nhà mình chỉ còn lại mỗi hồn thể, thở dài không thôi. Hắn nói xong, tiện tay lấy hồ lô rượu bên hông xuống định uống một ngụm lớn. Nhưng khi thấy bách lý nhất kiếm nhíu mày, hắn ngựa ngùng cười một tiếng, lại thả hồ lô trở lại. Lão Long đầu, đã nói với ngươi bao nhiêu lần là ít uống rượu rồi, ngươi quên mình là bị thương như thế nào sao, Bách Lý Nhất kiếm nghi mặt nói. Được được được, nghe lời đồ nhi, uống ít thôi, không uống nữa. Long cử cực vốn còn thấp hơn Bách Lý Nhất kiếm một cái đầu, cười gật đầu ly lịa, trong lúc nhất thời khiến người ta không phân biệt được rốt cuộc ai là sư phụ, ai là đồ đệ. Nhìn dáng vẻ qua loa của hắn, Bách Lý Nhất kiếm bất đắc dĩ. Đoán chừng mấy năm nay mình không ở đây, hắn uống rượu không ít, trừ mình ra, những tiền bối long tộc kia cũng không quản được hắn trước kia hắn thường xuyên giấu mình vụn trộn uống rượu cũng không biết đã nói bao nhiêu lần còn không ngừng sở dĩ bị thương cũng là vì rượu lấy từ đâu ra bị hạ kỳ độc ngay cả hai đại tộc trưởng cũng khó giải lão long đầu tuổi thọ của ngươi còn lại bao nhiêu năm bách lý nhất kiếm trầm giọng hỏi cung bằng còn hơn một nghìn năm đủ giúp tiểu tử ngươi tìm phương pháp tái tạo nhục thân long cử cực cười ha hả nói nói thật lòng chứ vậy còn có mấy trăm năm nữa bách lý nhất kiếm nhíu mày không nói gì chỉ nhìn chầm chầm vào hắn người trước có chút chột già chậm rãi mở miệng còn có mười năm mười năm ánh mắt bách lý nhất kiếm phức tạp muốn nói lại thôi mười năm đối với võ giả thượng tam cảnh mà nói chỉ là thời gian rất ngắn yên tâm trong vòng mười năm lão già ta nhất định có thể tìm được hồn một vạn năm giúp tiểu tử ngươi tái tạo thân thể long cử cực cười ha ha vỗ vỗ bả vai bách lý nhất kiếm nhìn thấy hắn không để ý chút nào tới tuổi thọ của mình, ngược lại là muốn giúp bản thân tái tạo thân thể, trong lòng bách lý nhất kiếm tràn đầy ấy nấy. Mình không có năng lực giúp sư phụ, ngược lại khiến hắn vẫn luôn lo lắng cho mình nhiều năm như vậy. Thân phận đồ đệ này của mình, thật không khiến người ta bớt lo. Đừng nói những lời này, ta nghe nói bên thần viên tộc đã truyền tin cho tiểu ngạo tử rồi, không đến mấy ngày nữa họ sẽ có thể trở về, cái người hãm hại ngươi kia, có manh mối gì không? Long cửu cực khoát tay áo nói sang chuyện khác. Việc này nhất định có liên quan đến vân liệt trưởng lão, đợi tôn ngạo trở về chỉ điểm, cứ xem hắn nói như thế nào. Theo tiếng của bách lý nhất kiếm vang lên, Long cửu cực lộ ra vẻ mặt tức giận rõ ràng. Hừ, đã biết lão bất tử kia có vấn đề, năm đó nếu không phải nhị thuốc ngươi cản ta, ta đã sớm một kiếm chém chết hắn rồi. Bách Lý Hàng Phong bất đắc dĩ mở miệng, thân thể ngài có bệnh, không thể tùy tiện động kiếm. Long cửu cực hừ lạnh một tiếng, đấy mắt còn sót lại sự phẫn nộ chưa tiêu tan lão long đầu ta muốn nhờ ngươi một chuyện bách lý nhất kiếm chợt nhớ ra điều gì mở miệng nói nói đi ta muốn mời ngươi tới dạy một thiếu niên luyện kiếm hắn vẫn còn kém một chút là lĩnh ngộ kiếm đạo nghe hắn nói vậy long cửu cực kỳ kinh ngạc không ngờ bách lý nhất kiếm lại dạy người khác luyện kiếm tiểu tử kia rất ngu xuẩn hả ngươi còn cần ta dạy không bách lý nhất kiếm lắc đầu không hắn không những không ngốc ngược lại thiên phú kiếm đạo rất tốt không tới hai năm hắn thần sắc long cử cực khẽ giật mình nhìn hắn với vẻ nghi ngờ có phải tiểu tử ngươi đang treo đùa lão già ta hay không cho dù là bách lý nhất kiếm lúc trước cũng phải mất thời gian năm năm mới có thể ngộ kiếm ý nhập kiếm đạo ai hắn tên mộ dung thiên cũng là người đã cứu ta ra khỏi thương ngô cảnh hiện tại hắn đang ở bên phía sư phụ hắn với phượng hoàng ngũ mạch lúc đầu long cử cực còn không hứng thú nghe nói là người cứu đồ đệ của mình hắn mới hơi nhớ mày, cực đầu đáp ứng, lộ ra vẻ thổn thức. Hắn cũng không nhớ rõ mình đã bao nhiêu năm rồi không dạy cho người khác luyện kiếm. Cũng không biết có phải sẽ dạy hư con cháu hay không. Yêu nghiệt trong vòng 2 năm là có thể lĩnh ngộ kiếm ý, hắn vẫn còn đang muốn mở mang kiến thức một chút. Cảnh giới hiện tại của hắn là gì, càng không cảnh hay là thiên linh cảnh, địa linh cảnh. Long cử cực sửng sốt, có chút kinh ngạc. Chỉ có địa linh cảnh trong dãy núi Phượng Hoàng Ngũ Mạch, một vùng không tính là rộng lớn, có một vườn thuốc chiếm diện tích hơn 10 mẫu. Đây là dược viên của Ngọc Trưởng Lão sao? Hai mắt thẩm an tại tỏa sáng. Đừng thấy nơi này không rộng lớn bằng dược viên của Thanh Vân Phong, nhưng mà bên trong lại có nhiều loại dược liệu thượng đẳng hơn rất nhiều. Dược liệu có thể xuất hiện ở mảnh dược viên này ít nhất cũng hơn trăm năm, hơn nữa còn tương đối quý hiếm ở bên ngoài. Mặc dù thẩm an tại có dược viên hơn 20 mẫu, nhưng ngoại trừ số ít dược liệu tương đối trân quý bên ngoài, đa phần kỳ thật đều khá thường thấy. Thẩm phong chủ nếu có gì cần, cứ việc cầm lấy là được. Ngọc Tâm Lan mỉm cười mở miệng, chỉ là đừng quên giúp vãn bối trong tộc luyện đan là tốt rồi. Yên tâm, thẩm mổ lát nữa bắt đầu luyện. Nói xong, thẩm an tại lấy một bao tải từ trong những trữ vật ra. Mộ Dung Thiên cũng nhận lấy một cái xẻng từ trong tay hắn. Ngọc Tâm Lan nhíu mày lại, vội mở miệng, chỉ cần là dược liệu thiếu khi luyện đan, có thể lấy từ trong dược viên. Thẩm An tại có chút tiếc núi. Hắn còn tưởng rằng ngũ mạch trưởng lão hào phóng như vậy, vừa đưa đan phương xong lại đưa dược điền. Trên mặt Ngọc Tâm Lan có chút xấu hổ, không phải loại mặt dày. Dược liệu này cũng không phải gió to thổi tới, xem động tác lưu loát của Thẩm An tại vừa rồi, luôn cảm giác dược điền không còn thuộc về mình nữa rồi. Cho nên mới lâm thời sửa lại lời nói, nói hắn cần luyện đan mới có thể lấy được những cái khác thì thôi đi không còn cách nào nàng sợ gia sản của mình sẽ bị móc rỗng nhìn bộ dáng đối phương làm việc như vậy nàng luôn cảm thấy người này có thể làm ra chuyện như vậy ý của trưởng lão là chỉ cần ta luyện đang ở chỗ này dược liệu cũng có thể lấy từ nơi này sao thẩm an tại lại xác nhận lần nữa ừm ngọc tâm lan gật đầu vậy cũng được thẩm an tại hơi hơi gật đầu sau khi nhìn quanh bốn phía ánh mắt rơi vào một căn phòng nhỏ bên cạnh dược viên. Ta ở đó, cũng miễn cho Ngọc trưởng lão an bài chỗ khác. Ngọc Tâm Lan nhìn phòng nhỏ kia, sững sờ, nhíu mày mở miệng, đó là chỗ ở của dược đồng, thẩm phong chủ là khách từ xa tới, sao đơn giản là được rồi, cũng tùy thời đều có thể luyện đan. Ngọc Tâm Lan nhíu mày sâu hơn. Bất cứ lúc nào cũng có thể luyện đan là ý gì, mỗi ngày đều muốn luyện đan, không biết phía Ngọc trưởng lão có bất tiện gì không, thẩm an tại chỉ chỉ phòng nhỏ kia có chút mong đợi mà thăm dò thẩm phong chủ thích thì tất nhiên là tiện rồi sau đó ta sẽ kêu dược đồng kia nghỉ ngơi vài ngày rồi chuẩn bị dọn dẹp căn phòng cho ngươi ngọc tâm lan trầm tư một lúc vẫn gật đầu mở miệng chỉ là luyện đan mà thôi hẳn sẽ không dùng được quá nhiều dược liệu đâu nhỉ đa tạ trưởng lão thẩm an tại nghe vậy thì đại hỷ lại tán gẫu một phen ngọc tâm lan tạm thời rời đi Trước khi đi nàng đã tận lực dặn dò thẩm an tại không nên đi loạn khắp nơi, để tránh sinh ra hiểu lầm, phát sinh truyền đấu cùng người khác. Về phần đan dược nàng cần thẩm an tại luyện chế, là đan ngũ phẩm, phong hỏa đan, quy dương đan vân vân có thể để cho những tộc nhân kỳ ảm ngộ ảo diệu của niết bàn thần hỏa, tăng cường năng lực khống hỏa. Dược phẩm không cao, nhưng khó hơn đan dược ngũ phẩm thông thường. Đương nhiên, đó chỉ là đối với luyện dược sư khác mà thôi, để thẩm an tại tới luyện, quả thực chính là dễ như trở bàn tay ba cân đang dược phỏng chừng tối đa nửa ngày là có thể luyện xong qua wow, sư phụ dược liệu nơi này đều có vẻ trân quý và những dược viên chúng ta chưa từng thấy qua nha vẻ mặt mộ dung thiên tò mò nhìn linh dược đầy đất lòng bàn tay ngứa ngáy mặc dù không thích trông coi linh dược nhưng hắn cảm thấy đào linh dược rất vui tay rất thoải mái đừng có mò mẫm nơi này tốt xấu gì cũng là chỗ của trưởng lão phượng hoàng tộc không phải dược điền của từ lão h Ngươi mà đào, trưởng môn không có ơ đây giúp ngươi thoát nạn đâu. Thẩm an tại lý qua thiếu niên đang nóng lòng muốn thử, mở miệng dạng dò. À mộ dung thiên có chút nhục chí. Vào trong đó tu luyện cho ta, lại ăn một cây linh dược 700 năm, nhanh chóng giúp vi sư phá cảnh. Thẩm an tại vung tay áo, bác hoang đỉnh đón gió mà phồng lên, úp ngược hạ xuống. Được rồi, sư phụ, thiếu niên gật đầu, cung cúc chạy tới nâng đỉnh lên, sau đó chui vào chờ thẩm an tại điểm tay thu bác hoang đỉnh lại bên trong đã không còn bóng dáng thiếu niên người khác nếu như nhìn thấy sợ là sẽ cho rằng bác hoang đỉnh này là pháp bảo không gian gì đó chỉ có hai người thầy trò bọn họ biết được thật sự không phải do thủ đoạn của cái đỉnh giấu người mà là thủ đoạn của đạo phủ sau khi tiễn mộ dung thiên đi ánh mắt thẩm an tại mới hoàn toàn đặt ở mảnh dược viên trước mắt này sau đó trong tay xuất hiện một ngọc giảng thiên u thanh nhai thảo khởi la hoa Thiên Thu Tuyết hắn nói ra tên từng dược liệu, không phải cái khác, chính là dược liệu được ghi chép trên đan phương. Nam Sơn Trường Sinh Đan, xếp hàng thất phẩm, phục dụng có thể tăng 300 năm thọ nguyên. 300 năm, tương đương với ba đời của người bình thường. Thẩm An tại lẩm bẩm hai tiếng, rất động tâm. Đáng tiếc, cái này cũng giống tẩy tủy đan, chỉ có lần thứ nhất là hữu hiệu, phục dụng lần thứ hai gần như không còn hiệu quả. Hệ thống, 295 năm thọ nguyên, có thể trực tiếp đổi cho tiểu tử kia đột phá tới Niết Bàn không? Thẩm an tại sờ cầm, suy nghĩ rồi mở miệng. Không thể, khuyên túc chủ không nên mơ tưởng xa vời nghe đáp lại, thẩm an tại lắc đầu. Vậy cũng không còn cách nào, chỉ có thể để bản thân mộ dung thiên tự tu luyện. Chẳng qua hệ thống, người có cái đan phương gì khác có thể dùng tuổi thọ đổi hay không? Thấp hơn 5 năm thì đừng lấy ra. Có, tuy rằng hắn nghi ngờ sẽ bị báo phát hiện bất, nhưng hệ thống vẫn đưa ra đáp án chắc chắn đồng thời sau đó nó lại đưa ra hơn trăm loại đan phương cho thẩm an tại. Tất cả đều có quan hệ với việc tăng tuổi thọ, nhưng loại đan dược này, thấp nhất cũng là lục phẩm, lại dùng dược liệu tương đối quý hiếm, trên thị trường ít có. Muốn dùng thọ nguyên đổi, ít nhất 50 năm đổ lại. Nếu là trước kia, thẩm an tại ở cảnh giới dược đạo không cao, khẳng định là không dám tiêu xài nhiều như vậy. Nhưng bây giờ đã khác xưa, hắn thân là luyện dược sư thất phẩm thì đang dược gì mà luyện không ra chứ, nhìn hơn 10 mẫu dược điền này, thẩm an tại đứng bên cạnh, khóe miệng nhịn không được mà nhếch lên. Xoát thọ mệnh, vấn đề tuổi thọ của mình, rốt cuộc có thể giải quyết, con đường trường sinh, có hy vọng thực hiện được. Về phần tại sao phải xoát thọ nguyên chứ không phải chờ sau này từ từ tìm, bởi vì nếu lúc ấy hắn có nhiều thọ mệnh như vậy mà nói, có lẽ Trịnh Tam Sơn cũng sẽ không chết. Trong mấy ngày kế tiếp, Thẩm An Tại cũng ở trong dược điền này, không đi đâu cả hắn trước tiên dùng nửa đêm luyện hóa những đan dược ngọc tâm lan cần sau đó bắt đầu bắt tay vào nghiên cứu nam sơn trường sinh đan mất mấy ngày một gốc đông nam cua mảnh dược điền này đã có thể dùng từ hoang vu để miêu tả toàn bộ đều được hắn dùng để thử luyện đan chẳng qua thẩm an tại vẫn có lương tâm biết những dược liệu này không dễ chăm bón cho nên hắn không nhổ cả gốc rễ chỉ là nhổ hết trái cây chờ một năm hai năm bọn chúng sẽ khôi phục như lúc ban đầu đây là hiện tượng khôi phục linh dược bình thường nếu như vào dược viên sau Thanh Vân Phong, ngủ một đêm là khôi phục như cũ. Có thể nói là dùng mãi không hết, một một buổi sáng nào đó. Ngọc Phong đi tới bên ngoài dược viên, cung kính chấp tay bên ngoài cấm chế. Thẩm tiền bối, trưởng lão nhà ta lệnh vãn bối đến đây lấy thuốc. Thư không bên ngoài dược viên khẽ rung, một cái vò lớn bỗng nhiên rơi xuống đất. Đã ở trong này rồi, lấy đi. Giọng nói của thẩm an tại từ xa xa truyền đến nhìn cái vò lớn cao cỡ nửa người trước mắt, Ngọc Phong há to miệng kinh ngạc. Không phải, chỉ có 3 cân đang dược thôi sao, một vò này nhìn qua, sao có cảm giác 30 cân cũng có, chẳng lẽ là vỏ dày cùi mỏng, bên trong hoàn toàn không chứa bao nhiêu đang dược, ôm nổi lòng nghi ngờ, hắn mở nắp bình ra, sau đó hai mắt trừng một cái, nhìn chầm chầm đang dược bên trong đang sắp tràn ra. Các loại màu xanh tím đều có, đang dược mượt mà tròn trĩnh, dược hiệu hoàn toàn nội liễm không tiết ra ngoài. Thẩm tiền bối, chuyện này thẩm mổ mới đến, luyện thêm chút đan dược cũng coi như là thi lễ. Theo tiếng nói của thẩm an tại truyền đến, Ngọc Phong không khỏi hít sâu một hơi. Đây cũng không phải luyện nhiều một chút, đây là luyện nhiều hơn mấy chục cân, khiến người ta khiếp sợ nhất không phải là số lượng của đống đan dược này, mà là tốc độ luyện đan của thẩm phong chủ, từ khi hắn tiến vào giấc cư cấp viên không đến 7 ngày, chẳng lẽ hắn luyện đan suốt đêm không ngừng, một khắc cũng không ngừng, làm phiền thẩm tiền bối. Ngọc Phong thu hồi vẻ khiếp sợ, Cung kính chấp tay sau đó thu hồi một vò lớn đan dược, xoay người rời đi. Ngủ mạch, ở trong một sơn cốc trăm hoa đua sắc. Ngọc Tâm Lan nhìn vòn đan dược trước mắt, lâm vào trầm mặt. Chính mình chỉ cần 3 cân, mà thẩm an tại lại luyện 30 cân trong thời gian ngắn như vậy tốc độ luyện dược này không khỏi có chút quá kinh khủng. Bỗng nhiên, nàng như nhớ ra cái gì đó, trong lòng không khỏi có chút bất ổn. Lúc trước thẩm an tại nói muốn ở trong phòng nhỏ cạnh dược viên để thuận tiện luyện đan hắn không phải là trong lòng ngọc tâm lan không khỏi đau đớn một trận dường như đã dự liệu được tràn cảnh hoang vu mấy chục dặm ai còn tốt không dẫn hắn đi đại dược viên nàng thở dài âm thầm cảm thấy may mắn một bên khác trong dược điền thẩm an tại nhìn chằm chằm bát hoang đỉnh trước mắt tim đập nhanh hơn bên trong lửa dần dần tán đi cuối cùng một viên đang dược quanh quẩn khí tím mông lung hiện lên khí tím bốc lên giống như sông núi che phủ mây mù Nam Sơn Trường Sinh Đan, thành công rồi, Thẩm An tại vui mừng quá đổi, một tay nắm lấy đan hoàng, không để ý hơi nóng mà đưa vào trong cổ họng. Đan dược vào miệng, giống như sương mù bốc lên làm hắn có chút lơ lửng. Vào giờ khắc này, Thẩm An tại như đến được chốn bồng lai. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng, viên đan dược này sau khi biến mất đã tác dụng vào một lĩnh vực nào đó không thể nói rõ được. Không phải huyết nhục, cũng không phải thần hồn, mà là sâu bên trong sinh mệnh. Đó là một loại lĩnh vực mà Thẩm An tại chưa bao giờ biết, nhưng hắn biết rõ, sau khi dược đạo xuất hiện, tất nhiên sẽ chạm đến những lĩnh vực này. Cái loại lĩnh vực thần kỳ liên quan đến sinh mệnh kia. 300 năm thọ mệnh Thẩm An tại nhìn thân thể của mình dường như cũng không có gì thay đổi, nhất thời có chút hoảng hốt. Cảm giác sinh mệnh đang tăng trưởng khiến hắn như đặt mình vào trong mộng ảo. Thẩm phong chủ, đang lúc hắn chuẩn bị bắt đầu hỏi hệ thống đổi đan phương, dùng tuổi thọ đổi lấy tuổi thọ, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến âm thanh của Bách Lý Nhất Kiếm. Quay đầu nhìn lại, ngoại trừ Bách Lý Nhất Kiếm, bên cạnh hắn còn có một lão giả ăn mặc một mặt. Trong nháy mắt nhìn thấy lão giả kia, thẩm an tại nhíu mày lại. Là thầy thuốc, hắn có thể rất dễ dàng nhìn thấu tình huống của lão giả kia dường như có chút bất thường. Loại cảm giác rõ ràng không bệnh không tai ương nhưng lại có khí chất tuổi xế chiều rất nồng đậm. Đặc biệt là chính hắn sau khi vừa mới nuốt nam sơn trường sinh đan, có thêm cảm giác tuổi thọ, Càng thêm cảm giác rõ ràng. Vị này là ai vậy? Thẩm An tại tiếng lên chắp tay, sau đó tò mò nhìn về phía lão giả dắt hồ lô rượu bên hông. Mặc dù đối phương nhìn qua có vẻ rất bình thường, nhưng hắn cũng không tin một người bình thường lại đến nơi này. Vị này là gia sư của Tại Hạ, Điểm Thương Kiếm Tiên, Long Cửu Cực. Bách Lý Nhất kiếm mở miệng giới thiệu. Điểm Thương Kiếm Tiên, Long Cửu Cực, trong lòng Thẩm An tại chấn động. Nếu như danh tiếng của Bách Lý Nhất Kiếm là mấy năm gần đây mới vang dội trong danh sách kiếm tiên, thì điểm thương kiếm tiên này đã là nhân vật quát tháo sách kiếm tiên suốt mấy trăm năm. Danh tiếng của điểm thương kiếm đạo, khắp thiên huyền đại lục, không người nào không biết, không ai không hiểu. Nếu nói thứ hoàn toàn khẳng định uy danh của hắn, còn phải nói đến trận đánh tại Đông Linh Vực 130 năm trước. Năm đó lúc luận kiếm với 10 đại kiếm tiên trên luận kiếm sơn, hắn uống rượu say, mượn men say đồng thời luận kiếm với 10 đại kiếm tiên. Phải biết, đó là mười đại kiếm tiên không phải con chó con mèo gì tùy ý lấy ra một cái đều là nhân vật có thể viết thành mấy trăm trang sách nhưng hết lần này tới lần khác chính là những nhân vật như thế cuối cùng có bảy vị lần lượt bị đánh bại dưới tay vị điểm thương kiếm tiên này ba vị còn lại mặc dù chưa từng bị thua nhưng cũng không thể làm gì long cửu cực từ sau đó danh tiếng điểm thương kiếm tiên vang vọng thiên huyền đáng tiếc sau đó vài năm điểm thương kiếm không truyền tin tức gì nữa đều nói là quy ẩn cảm ngộ kiếm đạo cường đại hơn. Không ngờ, điểm thương kiếm tiên đại danh đỉnh đỉnh lại chính là sư phụ của Bách Lý Nhất Kiếm, bái kiến tiền bối. Thẩm An tại hơi chấp tay, ngữ khí có chút cung kính. Năm đó khi tin tức về đối phương truyền ra ngoài, hắn đã là sung hư cảnh đỉnh phong, cũng không biết đã bao nhiêu năm trôi qua, hắn có đạt tới cảnh giới thứ 9 hay không, thẩm phong chủ đa lễ rồi, lần này lão đầu tự tới, thứ nhất là vì cảm tạ ân tình thầy trò ngươi cứu kiếm nhi, thứ hai long cử cực nhìn thoáng qua bên trong dược viên nghi hoặc nói không phải nói ngươi có một vị đệ tử kẹt ở ngoài kiếm đạo đã lâu tại sao ta không nhìn thấy hắn thẩm an tại sững sờ nhìn thoáng qua bách lý nhất kiếm người sau nhẹ nhàng gật đầu nhất thời trong lòng hắn mừng rỡ có thể mời điểm thương kiếm tiên danh chấn thiên hạ năm đó đến dạy kiếm đạo cho đồ nhi của mình quả thực chính là cơ duyên lớn tiền bối chờ một lát ta đi gọi tiểu tử kia ra ngay Thẩm An tại chấp tay, sau đó vội vàng chạy về phía sau núi. Chạy suốt chặng đường, trong lòng hắn còn có chút kích động. Nếu mộ dung thiên có thể lĩnh ngộ kiếm đạo, nhiệm vụ giai đoạn kia xem như hoàn toàn hoàn thành, hắn có thể lại một lần nữa thu được tư cách tự chọn thuộc tính. Thuộc tính của một phong chi tử đã khiến hắn ăn không ít ngon ngọt. Không bao lâu, Thẩm An tại từ sau núi lôi ra một mộ dung thiên đang còn ngơ ngác. Long cử cực nhìn thấy một màn này, ánh mắt chớp lên. Vị thẩm phong chủ này cũng có chút thủ đoạn, lúc hắn vừa mới tới đã đảo qua toàn bộ dược viên. Ngoại trừ Thẩm An tại ra, hoàn toàn không có bất kỳ người nào tồn tại. Vừa rồi tuy rằng có một nơi bị ngăn cách cảm giác, nhưng hắn vẫn nhạy cảm nhận được một tia khí tức kiếm đạo làm hắn kinh nghi. Khí tức này không phải thuộc về ai đó, mà thuộc về ba ngàn đại đạo giữa thiên địa, khí tức kiếm đạo thuần túy nhất, bản nguyên của vạn pháp, ánh mắt của hắn chậm rãi rơi xuống trên người thiếu niên áo đen bên cạnh, lập tức khẽ giật mình một tiếng kiếm ngân kè một tiếng rồng ngâm vang vọng khắp người thiếu niên, được hắn nghe thấy rõ ràng. Thiếu niên này, không chỉ lĩnh ngộ kiếm ý, mà trong cơ thể còn chảy xuôi long huyết, tiểu tử mộ dung thiên, bái kiến long tiền bối. Mộ dung thiên đã nghe thẩm an tại nói trên đường rồi, giờ phút này tràn đầy sùng kính chấp tay hành lễ. Thiếu niên vốn ưa thích kiếm, hôm nay có thể nhìn thấy điểm thương kiếm tiên danh truyền đại lục, trong lòng không cần nhiều lời. Không cần đa lễ. Long cử cực khẽ nâng tay ra hiệu cho hắn đứng dậy. Đồng thời cẩn thận quan sát thiếu niên áo đen trước mắt. Giờ phút này mộ dung thiên đang vò đầu, cười ngây ngô không biết làm sao. Đấy mắt Long cử cực hiện lên vẻ kinh ngạc. Tuy rằng thiếu niên trước mắt thoạt nhìn chất phát, nhưng ánh mắt lại không hàm chứa tạp chất, trong trẻo thấu triệt, ẩn hàm kiếm ý sắc bén càng làm cho hắn âm thầm lấy làm kỳ lạ. Kiếm ý thuần túy như thế, đây là lần đầu tiên hắn thấy được từ trên người của một thiếu niên ngươi có bằng lòng để lộ kiếm ý trước mặt lão nhân này một phen hay không? Long cửu cực vuốt chòm râu, hơi tò mò mở miệng. Mộ dung thiên nhìn về phía sư phụ nhà mình, thấy người kia nhẹ nhàng gật đầu, lúc này mới chấp tay. Tiểu tử nguyện ý, dứt lời, hắn liền đi về một khoảng đất trống, rút thanh thiên thanh kiếm sau lưng ra, vận sức chờ đợi. Nhìn hai người một già một trẻ đi về phía bên kia, bách lý nhất kiếm lúc này mới đến bên cạnh thẩm an tại mở miệng. Thẩm phong chủ, có nhìn ra vấn đề trên người gia sư không thẩm an tại khẽ gật đầu tuổi thọ của hắn hẳn là còn lại không bao nhiêu nhỉ ừm ánh mắt bách lý nhất kiếm ngưng trọng lần này mang gia sư tới đây cũng là muốn nhìn xem thẩm phong chủ có thượng sách gì có thể chữa trị cho gia sư thẩm an tại khẽ nhíu mày trong mắt lập lòe huyền quang đã vận hành động thiên linh nhãn khi hắn lần nữa nhìn về phía lão giả đứng trên đất trống kia lông mày chậm rãi nhăn lại bởi vì hắn đã nhìn thấy một vài thứ. Đó là một tầng tử khí màu xám mông lung, những tử khí này giống như sợi tơ cuốn quanh thân long cửu cực, hơn nữa lại đang không ngừng mang theo một ít đồ vật bay về phía đông. Chuyện này hắn chần chờ rồi mở miệng, nếu như ta đoán không sai, nguyên nhân của bệnh lạ trên người lệnh sư, hẳn là đến từ phía đông, nghe vậy, bách lý nhất kiếm lộ vẻ kinh ngạc, những vật này, lúc trước phượng tộc trưởng cùng kim tộc trưởng cũng không nhìn ra, vẫn là sư phụ nhà mình tự nói ra. Bây giờ thẩm an tại lại nhìn thấu, thẩm phong chủ làm sao mà biết được, y học sở thuật của ta lấy bốn phương pháp vọng văn vấn thiết, xem nghe hỏi sờ, làm chủ, cùng dùng bốn cách, tra ra bách bệnh. Thẩm an tại nhẹ giọng mở miệng. Phương pháp bắt bệnh này cũng là chính bản thân hắn tự nghiên cứu ra từ kinh nghiệm luyện dược, còn dạy cho tiêu cảnh tuyết. Đương nhiên, có thể xem thấu vấn đề trên long cửu cực, vẫn là quy công cho động thiên linh nhãn, nếu không chỉ dựa vào tài năng hỏi han hắn cũng khó phát hiện, nhiều lắm là phát hiện một chút manh mối. Trên người sư phụ ngươi ẩn giấu tử khí rất sâu, hơn nữa còn đang không ngừng sơi tái sinh cơ của hắn, chẳng qua cũng không phải đã biến mất, mà là lại kéo về phương đông, nếu như ta đoán không sai, sư phụ ngươi hẳn là lưu lại thứ gì đó ở phía đông. Thẩm an tại suy nghĩ, nói ra suy nghĩ của mình. Thần sắc bách lý nhất kiếm càng khiếp sợ hơn, bội phục ôn quyền, thẩm phong chủ thật là thần nhân, trước đây gia sư đích xác đã đến đông linh vực một chuyến, bởi vì một số nguyên nhân mà gặp khốn cảnh bất đắc dĩ phải lưu lại long châu trong cơ thể để thoát hiểm sau đó vẫn luôn ốm yếu cuốn thân không cách nào khôi phục không cách nào lấy lại long châu thẩm an tại nhíu mày ừm chuyện liên quan tới linh khư thẩm phong chủ hẳn là cũng biết linh khư không phải ở trung châu sao tại sao lại chạy đến đông linh vực rồi thẩm an tại có chút khó hiểu cũng không phải trung châu có linh khư bốn vực còn lại cũng có cấm địa tương tự chẳng qua cũng không cường đại như Linh Khư. Bách Lý Nhất Kiếm nói xong, nhìn về phía người bên cạnh. Bao gồm cả nam quyết vực thẩm phong chủ đang ở, sâu trong cực bắc cảnh, cũng có cấm địa tương tự, biết rơi cả ngày cùng với cương phong cường đại, hơn phân nửa nguyên nhân là vì cấm địa kia. Cương phong, thẩm an tại nao nao. Cực bắc cảnh hoàn toàn chính xác có nhiều cương phong cường đại dị thường, xé nát cường giả thiên linh cảnh cũng không nói chơi. Chẳng qua hắn có thuộc tính của phong chi tử, cho nên có thể miễn dịch những cương phong kia, cũng có thể phát hiện ra gió lạ mà tránh đi trước. Vì vậy lần đó di chuyển trong cực bắc cảnh đã không gặp phải nguy hiểm gì quá lớn. Không nghĩ tới, trong đó thậm chí còn có lời giải thích về cấm địa. Hoàn cảnh ở đông linh vực được gọi là U Một Sơn. Trong đó, sông núi cỏ cây héo rũ, vạn vật tàn lụi, không thấy được chút sinh cơ nào. Bao nhiêu năm qua, vô số cường giả từng đi thăm dò huyền bí bên trong đó, nhưng người có thể trở về rất ít, không có mấy. Bách Lý Nhất kiếm khẽ thở dài, có chút bất đắc dĩ. Vốn với thực lực lão long đầu, hẳn là có thể an toàn trở về, đáng tiếc sau khi uống rượu hắn dễ dàng quên mình, mạnh mẽ đi sâu vào thăm dò, cuối cùng mới rơi vào kết cục như bây giờ. Thẩm An Tại nghe vậy, cảm thấy có chút thổn thức. Lúc trước điểm thương kiếm tiên dựa vào hơi rượu xông vào luận kiếm sơn luận đạo với 10 đại kiếm tiên, dương danh thiên huyền. Lại mượn sức rượu, xông vào u một sơn, rơi vào kết cục thọ nguyên hao tổn. Có thể nói thành cũng vì rượu, thua cũng vì rượu. Chẳng qua Thẩm An tại nhíu mày lại, có chút hồ nghi. Đại lục thiên huyền một châu bốn vực, mỗi nơi đều có một cấm địa, phương vị tại trung ương bốn góc, ngược lại có chút kỳ quái. Giống như là trận pháp vậy, đã có thể đi ra, vậy vì sao không tập kết một ít cường giả, vào lại tìm kiếm Long Châu còn sót lại, Bách Lý Nhất kiếm lắc đầu không phải là chưa đi tìm mà là hoàn toàn tìm không thấy phương vị u một sơn biến ảo khó lường mỗi một lần tiến vào đều là những con đường không giống nhau ai nghe lời ấy lúc này thẩm an tại mới hiểu rõ tìm lại long châu là không có khả năng chỉ có thể nghĩ biện pháp chữa bệnh thông qua các biện pháp khác thẩm phong chủ có biện pháp gì không bách lý nhất kiếm có chút mong đợi mà hỏi thăm nhìn ánh mắt mong đợi của hắn thẩm an tại mặc dù có chút không muốn nhưng vẫn khẽ lắc đầu tạm thời không có cách nào cho dù lúc đến đã biết kết quả nhưng giờ phút này nghe hắn chính miệng nói ra trong mắt bách lý nhất kiếm vẫn có chút mất mát mà thẩm an tại thì đang quan sát long cử cực đang diễn luyện kiếm pháp của mộ dung thiên nhíu mày hắn nói là tạm thời không có cách nào cũng không phải về sau cũng không có biện pháp chờ khi nào hắn có thể nghiên cứu rõ ràng cách tăng trưởng tuổi thọ cùng với cảm giác huyền diệu vừa nãy, nói không chừng có thể giải quyết. Nhưng, vậy chắc phải mất rất nhiều thời gian. Hảo tiểu tử, loại kiếm ý này, đã vượt xa ý của võ kỹ thiên giai, thuộc hàng thần thông, khi một kiếm của mộ dung thiên xẹt qua màn trời, long cử cực không che giấu được sự tán thưởng. Kiếm này tên gì, nhất kiếm khai thiên môn. Là người nào dạy, gia sư thẩm an tại. Long cử cực sửng sốt, quay đầu nhìn về phía trung niên mặc áo trắng cách đó không xa. Người sau và hắn bốn mắt nhìn nhau, ôn hòa gật đầu hữu lễ. Hắn nhíu nhíu mày, sắc mặt cổ quái. Có thể dạy một kiếm như thế, vậy tạo nghệ kiếm đạo của thẩm an tại cũng không yếu, vì sao chính mình lại không nhận ra được hắn có chỗ nào giống kiếm tiên chứ, chẳng lẽ là do mình mất long châu, cảm giác kém xa trước đây, tề thiên tôn giả khi nào trở về, thẩm an tại quay đầu hỏi. Đại khái ngày mai là có thể đến. Bách Lý Nhất Kiếm đáp lại, hơi nghiêm mặt. Đến khi Tô Ngạo trở về, có thể triệt để chứng minh năm đó hắn bị Vân Liệt Phái đi đuổi giết thương ngô chứ không phải là kẻ phản bội. Tin tức khiến những tộc nhân phượng hoàng tộc kia chết đi, cũng không phải là do hắn tiết lộ, mà là một người khác. Nghe được câu trả lời, Thẩm An tại thở phào nhẹ nhõm ở trong lòng. Xem ra không bao lâu nữa mộ dung thiên sẽ có cơ hội tiến vào thăng long trì. Đợi thành nhãi này đạt tới chân long đạo thể, lĩnh ngộ kiếm đạo, đưa hắn vào đạo phủ tu luyện một năm rưỡi, chắc chắn có thể đạt tới càng không cảnh, chẳng qua không biết có thể đột phá tới niết bàn không. Đúng rồi, trước đó vài ngày bên phong vũ lâu truyền đến một tin tức, chắc hẳn có liên quan tới linh phù sơn của ngươi. Bỗng nhiên, bách lý nhất kiếm như nhớ ra điều gì, mở miệng nói. Ồ, thẩm an tại có chút kinh ngạc, có liên quan đến linh phù sơn. Trên thiên kiêu bản ở Đông Linh Vực vài ngày trước có một người mới tiến vào, tuy rằng chỉ xếp hạng cuối cùng, nhưng phong vũ lâu đánh giá là có tư chất thành sung hư. Bách Lý Nhất kiếm mỉm cười, mở miệng nói lên tin tức nghe được. Nghe nói ngày hôm đó ba nhà tranh đoạt tài nguyên ở Thanh một Thành, các nhà đều mời khách khanh đến trợ chiến. Một nhà mời thanh niên kiếm tu nổi tiếng gần đây, xếp hạng thứ 1.000 trên thiên kiêu bảng. Một nhà mời đại đệ tử của đường chủ phù Hải Đường, xếp hạng thứ 999 trên thiên kiêu bảng. Vốn tưởng rằng ba nhà này ai thắng cuối cùng cũng đều do hai người này phân định, làm cho người không thể tưởng tượng được chính là một nhà khác mời tới một thiếu niên không có danh tiếng thân mang áo bào xám thế nhưng sau lại dùng phù đạo cường đại hơn hai vị thiên kiêu kia trợ giúp nhà thứ ba giành được tài nguyên kia bách lý nhất kiếm nhìn về phía thẩm an tại cười nói thiếu niên áo bào xám kia là ai chắc hẳn trong lòng thẩm phong chủ đã có đáp án nghe hắn không ngờ vua chính nguyên vừa mới ra khỏi nam quyết vực được mấy tháng đã bị phong vũ lâu chú ý tới về thiên kiêu bản Bách Lý Huynh có thể nói rõ hơn không? Thẩm An tại có chút hiếu kỳ. Thiên kiêu bản chính là bản danh sách xếp hạng người có tư chất tuyệt thế ở khắp nơi trong mỗi châu của phong vũ lâu, tổng cộng có một ngàn thứ tự, chỉ cần lên bản là có tư chất thượng tam cảnh, bách lý nhất kiếm chấp tay sau lưng, mở miệng giải thích. Đặc biệt là 100 người đứng đầu thiên kiêu bản, nếu không chết yểu hoặc là xuất hiện chuyện gì khác ngoài ý muốn, chắc chắn sẽ trở thành chân tổ cảnh, dứt lời, hắn khẽ mỉm cười nói, rất nhiều năm trước thanh tổ tiền bối từng đứng vị trí thứ ba trên bảng này thẩm an tại hơi kinh ngạc không nghĩ tới thanh tổ thanh danh vang dội lúc trước vậy mà đứng vị trí thứ ba trên bảng vậy đệ nhất đệ nhị năm đó là ai thứ nhất chính là điện chủ thiên huyền điện hiện tại mặc biệt ly tiền bối thứ hai là thái thượng trưởng lão long tộc ta hiện giờ long thương hải tiền bối theo lời nói của bách lý nhất kiếm rơi xuống thẩm an tại lại âm thầm tặc lưỡi đây đều là lão tiền bối của ngàn năm trước, hiện giờ đều đã nhập chân tổ chọn quy ẩn. Nếu có cơ hội, hắn thật sự muốn gặp vị thanh tổ kia, đáng tiếc, hiện tại cũng không biết hắn đi đâu. Bách Lý Huynh, ở trong thiên kiêu bản lần đó xếp hạng mấy, nghe Thẩm An tại hỏi cái này, Bách Lý Nhất kiếm ngẩng đầu ửng ngực, có chút kiêu ngạo mở miệng. Tại hạ bất tài, khó khăn lắm mới đạt hạng chính. Thẩm An tại khẽ gật đầu, mới đạt hạng chính khóe mắt Bách Lý Nhất kiếm giật một cái, Kẻ kiêu ngạo vừa rồi trong nháy mắt đã không còn sót lại chút gì. Cái gì gọi là mới đạt hạng chính? Trong toàn bộ thiên kiêu trẻ tuổi của bốn vực một châu, năm đó hắn có thể xếp thứ 9, làm sao đến miệng thẩm an tại thì lại là mới đạt hạng chính. Vậy thì chính nguyên bây giờ xếp hạng thứ mấy, vị trí thứ 980? Thẩm an tại khẽ gật đầu, xếp hạng thứ 980, đích thật là mạc lư. Chẳng qua đây là bởi vì trước mắt tu vi hắn quá thấp, chỉ có địa linh cảnh, nếu có thể tăng tu vi lên, dựa vào hai tấm thiên kiếm phù cùng sơn hà phù hắn triển lộ, xếp vào 500 thứ hạng đầu hẳn là không khó. Bách Lý Nhất Kiếm mở miệng nói. Thẩm An Tại cười cười, không nói gì. Nếu như thế nhân biết được vua chính nguyên còn cất dấu sơn hà thiên kiếm phù bát phẩm, đoán chừng xếp hạng còn có thể cao hơn không ít. Bỗng nhiên, hắn dường như nghĩ tới điều gì, lại hiếu kỳ hỏi thăm. Trên thiên kiêu bản, có tên Lý Trường Sinh không? Lý Trường Sinh, bách lý nhất kiếm nhíu mày, suy tư một hồi rồi mới mở miệng. Có, hình như xếp hạng 101, Phong Vũ Lâu có giới thiệu về ngũ hành đạo thể, cũng đã lĩnh ngộ ra bốn loại, nếu lĩnh ngộ toàn bộ thì xếp hạng thứ 200 cũng không khó. Ngũ hành đạo thể ánh mắt thẩm an tại ngưng lại. Không hổ là đạo tử của Tề Vân Đạo Tông, người duy nhất có tư cách sánh vai với thanh tổ năm đó. Chắc hẳn sau lần thử võ này, hắn còn có thể triển lộ thiên tư của mình, khiến cho bài danh trên thiên kiêu bản biến hóa. Vậy đồ nhi của ta hắn, thẩm an tại lại đột nhiên hỏi. Khụ khụ. Lần này khiến bách lý nhất kiếm thấy ngại ngùng, ho kha một tiếng rồi nói, còn chưa vào bản. Thẩm an tại nhìn thoáng qua mộ dung thiên đang khiêm tốn thỉnh giáo long cử cực ở cách đó không xa. Tiểu tử này, cũng không biết tranh chút khí phách để cho mình được thơm lây. Thẩm phong chủ không cần tiếc núi, thiên kiêu bản mặc dù là do phong vũ lâu lập, nhưng cũng không chân thực, dù sao bọn họ cũng là căn cứ tin tức khắp nơi mà phán định, nếu một mực không có sự tình kinh người nào truyền ra, tự nhiên không lên bản được. Bách Lý Nhất Kiếm mở miệng Trấn An nói. Thẩm An tại khẽ gật đầu, điểm này hắn vẫn hiểu rõ. Nếu như thiên kiêu bản này thật sự có thể bao quát tất cả thanh niên thiên tài trong thiên hạ. Những thứ khác không nói, ít nhất Lăng Phi Sương cũng có thể lên bản. Thẩm Phong Chủ, ngươi đã quyết định để cho mộ dung tiểu tử đi tham gia tỷ thí võ, chắc hẳn với tiếng cảnh của hắn, tất nhiên có thể bỗng nhiên nổi tiếng, gây nên phong vũ lâu chú ý, nói không chừng bách lý nhất kiếm cười cười. Không chừng đến lúc đó những kiếm tiên thế hệ trước của đông linh vực sẽ tự chạy tới đây, muốn thu hắn làm đồ để đâu. Đó là phúc phận của hắn. Thẩm An tại lộ ý cười ở trên mặt, cũng không suy nghĩ nhiều. Nếu thật sự như thế, đây là cơ duyên của mộ dung thiên, hắn không cần chú ý, dù sao thiên tài đi học trường công cũng sẽ được lợi. Hắn vốn định sẽ ở bên cạnh quan sát Mộ Dung Thiên học tập kiếm đạo của Long Cửu Cực. Cái gọi là người trong thiên hạ đều có thể làm sư ta, ta mới có thể làm thầy trong thiên hạ. Vả lại, có thể khiến Mộ Dung Thiên tiếp xúc thế giới lớn hơn, cũng có thể khiến hắn bớt lo lắng để dạy những đệ tử khác. Hai người trò chuyện với nhau, Mộ Dung Thiên được Long Cửu Cực dạy dỗ, tinh thần vô cùng phấn chấn, hưng phấn. Một bên khác, một núi non nào đó của Trung Châu. Quanh tiếng nổ vang rền, một cây côn màu vàng cực lớn trực tiếp đập tan ba đỉnh núi, hư không rung rẩy. Mà cây côn kia là do một con khỉ lớn cao trăm trượng, giống như người khổng lồ màu vàng, huy động. Theo khí tức tán đi, viên hầu cũng hóa thành hình người. Là một thanh niên tóc vàng dáng người hơi khôi ngô, thân mặt kim giáp. Vừa rồi tại nơi côn đập xuống, đã nằm xuống mấy bộ thi thể huyết nhục mơ hồ. Tề thiên, hôm nay ngươi không đi được nữa rồi, đúng lúc thanh niên tóc vàng đang định cất bước, trong hư không truyền đến một tiếng hét lớn. Bảy tên áo đen bước ra từ trong hư không, nhìn chầm chầm vào hắn, khí tức cường đại. Vậy mà, tất cả đều là sung hư cảnh, bảy người áo đen đều có xương đen quanh quẩn, không thấy rõ khuôn mặt. Bọn chúng vây tô ngạo ở giữa, chặn đường chạy trốn của hắn. Bốn sung hư sơ kỳ, hai sung hư trung kỳ, một hậu kỳ tô ngạo nhìn bảy người chung quanh, trên mặt lại không hề có vẻ bối rối gì hắn với một thân kim giáp được mặt trời chiếu rọi rạng rỡ tỏa sáng trông càng thần thánh xem ra thế lực cấu kết sau lưng phản đồ kia không nhỏ nhiều cường giả như vậy sợ là có thể dễ dàng giết chết rất nhiều gia tộc nhất lưu ở trung châu tôn ngạo nhếch miệng cười nhưng các ngươi càng cản ta lão tôn ta càng hưng phấn đường trở về càng gian nan lại càng chứng minh bách lý nhất kiếm này là bị người hãm hại kích thích người áo đen cầm đầu cười lạnh một tiếng bằng vào một tên sung hư hậu kỳ như ngươi, bị chúng ta vây công, chẳng lẽ ngươi thật sự cảm thấy mình có cơ hội chạy trốn sao, vây công, ha 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 ha, tô ngạo ngửa mặt lên trời cười to, cười có chút tự do tự tại. Sau khi cười xong, trong mắt hắn lộ ra vẻ nghi ngẫm, nhà nhạt mở miệng. Ngươi xác định là các ngươi vây công ta, mà không phải là các ngươi bị tộc nhân linh cảnh ta vây công, theo lời hắn nói ra, người áo đen cầm đầu nhướng mày, trong lòng dâng lên vài phần không ổn đã sớm đoán được các ngươi sẽ không để tề thiên tôn giả bình an trở về, đợi các ngươi rất lâu rồi, thanh âm hùng hậu già nua truyền ra. Trong lúc đó, hư không rung rẩy nổi lên tầng tầng gợn sóng như nước, từng bóng người từ bước ra trong hư không như dẫm trên đất bằng, khí tức chấn nhiếp lòng người. Nhìn sơ qua, trong hư không xuất hiện tận 12 bóng người, thần viên tộc, long tộc, huyền quy tộc, bạch xà tộc, linh hồ tộc bảy tên áo đen bỗng nhiên biến sắc, tràn diện xoay chuyển. Tôn ngạo bị vây ở chính giữa, khóe miệng mỉm cười, phát gậy ở đầu vai, một bộ dạng cà lơ phất phơ. Nói đi, tại sao Vân Liệt lại muốn hợp tác với các ngươi, sau lưng các ngươi là thế lực phương nào, người Long tộc dẫn đầu tiến lên, lạnh giọng hỏi thăm. Khí tức của hơn 10 vị cường giả xung hư linh tộc bao phủ, thiên địa nơi đây phản phất như dừng lại, áp lực đến đáng sợ. Chấp sự, hiện tại nên làm gì, có người áo đen dùng ngữ khí ngưng trọng, nhìn về phía người cầm đầu người sau đảo qua phần lớn cường giả linh cảnh ở đây, cuối cùng nhìn tô ngạo thật sâu, tay áo vung lên. Rút lui trước đã, hắn biết rõ cho dù hôm nay giết tô ngạo, cũng không cách nào lưu lại toàn bộ 10 vị cường giả sung hư. Cho dù có làm được thì cũng chỉ có thể tăng thêm hiểm nghi cho Vân Liệt. Cho nên, hiện tại hắn chỉ có thể trở thành kẻ bị vứt bỏ. Muốn chạy, tô ngạo thấy đám người này tụ hợp, muốn cưỡng ép phá vỡ hư không rời đi thì nhất thời hừ lạnh một tiếng trường côn trong tay hắn bỗng nhiên tăng vọt hóa thành cột chống trời đâm tới phía trước những cường giả linh cảnh còn lại cũng lập tức động thủ nhưng tại thời điểm công kích sắp rơi trúng lên trên người những người áo đen dị biến phát sinh chỉ thấy chính giữa khe hở hư không mà bọn họ mở ra lại lộ ra một cổ khí tức làm lòng người sợ hãi một bàn tay lớn màu xám mang theo tử khí nồng đậm gào thép phóng ra phát giác được tử khí nồng đậm kia vô luận là tôn ngạo hay là cường giả linh tộc khác đều nhíu mày trong lòng dâng lên cảm giác nguy cơ, trong nháy mắt lui về phía sau. Quanh, bàn tay khổng lồ kia bỗng nhiên vỗ vào mặt đất. Không có chưởng ấn hạ xuống, cũng không có đá vụn bay tán loạn. Chẳng qua chỉ trong nháy mắt đó, cây cỏ trong phương viên hơn 10 dặm đã trở nên hoang vu với tốc độ mắt thường có thể thấy được, héo rũ, giống như trong phút chốc bị hấp thu toàn bộ sinh cơ, đây là đồng tử của đám người tôn ngạo co rút lại, kinh hải nhìn về phía vùng đất khô héo bên dưới. Thời điểm bọn họ kinh ngạc, bảy tên áo đen đã đi vào hư không, triệt để biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có phần đông cường giả linh tộc hai mắt nhìn nhau, không ngừng hít vào một hơi khí lạnh, trong lòng đầy kinh hãi. Một chưởng vừa rồi nếu rơi vào trên người bọn họ, chỉ sợ cũng có thể trong nháy mắt hút bọn họ thành thây khô. Hơn nữa điều khiến bọn họ nghĩ mà sợ nhất là không thôi là chủ nhân bàn tay kia tuyệt đối cách nơi đây ngàn vạn dặm, mà xa như vậy còn có thể hạ xuống một chưởng như thế. Kỳ thật, sợ rằng đã nhập tổ cảnh, tề thiên tôn giả, việc này chỉ sợ còn lâu mới đơn giản như các tộc trưởng nghĩ. Tuyệt đối không phải là cấu kết giữa các thế lực nhỏ đối đầu với linh tộc ta. Một trung niên áo lam dáng người khôi ngô huyền quy tộc ngưng trọng mở miệng. Những người còn lại đều rất tán thành gật đầu, việc này dĩ nhiên liên quan đến tổ cảnh, không phải thứ bọn họ có khả năng định đoạt. Về trước đi. Tô Ngạo cũng nghiêm mặt, thu hồi trường côn, nhìn về phía xa hiện tại hắn không muốn đi điều tra cái gì tổ cảnh cái gì người áo đen, hắn chỉ muốn trở về xem huynh đệ mình thế nào. Linh tộc, trong tiểu dược viên của ngũ mạch trưởng lão Phượng Hoàng tộc. Bách Lý Huynh không lo lắng tề thiên huynh sẽ bị phục sát, tên kia có thân thể cứng rắn, không chết được, hơn nữa linh tộc ta đã sớm âm thầm tiếp ứng rồi, bởi vì sợ Phượng Hoàng tộc còn có phản đồ, cho nên mới không reo rao. Bách Lý nhất kiếm như cực kỳ tự tin đối với Tô Ngạo, không có chút lo lắng nào. Thẩm An tại khẽ gật đầu, tiếp tục nhìn qua mộ dung thiên có tiến triển rất lớn dưới sự dạy dỗ của Long Cửu Cực. So sánh với Bách Lý Nhất Kiếm Đạo của Bách Lý Nhất Kiếm, cách dạy của Long Cửu Cực càng toàn diện hơn. Nếu nói kiếm chiêu mà Bách Lý Nhất Kiếm là tụ kiếm khí giết địch, thế thì Long Cửu Cực chính là chỉ dẫn hắn dựa vào sự sắc bén và nhanh nhẹn của bản thân thanh kiếm. Mà mộ dung thiên lại có thiên phú kiếm đạo vô cùng cao, hơn nữa còn ở đạo phủ cảm ngộ kiếm đạo lâu như vậy, còn ăn nhiều cơn ngộ đạo đa như vậy, ngộ ra như có thần trợ. Trên cơ bản là sau khi Long Cửu Cực nói xong, hắn trầm tư một chút rồi lập tức hiểu được ảo diệu trong đó. Hắn đã tu luyện bôn lôi ngũ kiếm đến viên mãn từ lâu, bây giờ hắn cũng bắt đầu mơ hồ rảo bước vào tầng thứ càng huyền diệu hơn trong thần thông kiếm pháp nhất kiếm khai thiên môn. Từ võ kỹ và kiếm pháp, thật sự phát triển đến thần thông và kiếm đạo. Dưới trạng thái như vậy, Thẩm An Tại cũng bắt đầu tăng trưởng tinh thông võ đạo. Tuy rằng vẫn chỉ là cấp 5, nhưng hắn đoán chừng chờ tới khi mộ dung thiên lĩnh ngộ kiếm đạo, hắn nhất định có thể đột phá lên cấp 6. Đến lúc đó không chỉ kiếm pháp, mà đao pháp, thương pháp, công pháp của hắn cũng sẽ đạt được cảm ngộ. Cứ như vậy, thời gian một đêm trôi qua rất nhanh. Bách Lý nhất nhất nằm ngoài dược viên ăn đất, thẩm an tại thì đứng ở bên cạnh, lẳng lặng quan sát long cử cực dạy luyện kiếm mộ dung thiên, mà trong đầu của mình cũng đang khoa tay múa chân học tập. Mãi đến sáng sớm hôm sau, Thẩm An tại mới cùng Bách Lý Nhất Kiếm đồng thời quay đầu, nhìn về phía Ngọc Tâm Lan đang chậm rãi đi tới. Ngọc Phong cũng theo ở phía sau, còn chưa đi vào, hắn đã lớn tiếng mở miệng. Trở về rồi, Tề Thiên Tiền Bối đã trở về rồi, vừa nói xong, trong lòng Thẩm An tại như trút được gánh nặng, thở dài một cái. Cho tới bây giờ, chỉ ít quan khuất trên người Bách Lý Nhất Kiếm đã có thể tẩy rửa sạch sẽ rồi. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.